Ôi thật đáng thương, búp bê của tôi đã bị bệnh. Đừng lo lắng, hãy để tôi chăm sóc cô bé. Một bé búp bê của cô Molly bệnh rồi. Vì thế cô ấy liền gọi bác sĩ nhanh. Và bác sĩ đến với tuổi to và cái non. Ông ấy đưa cánh tay lên gõ cửa thật. Ông xem búp bê và ông ấy lắc đầu và nói Molly hãy đặt cô bé xuống đó và viết lên giấy cho một viên thuốc thuốc uống, sáng mai sẽ quay lại với hoa đơn thành toàn. Ôi thật đáng thương, búp bê của tôi bị bệnh. Đừng lo lắng, cô ấy sẽ tốt lên thôi. Một bé búp bê của cô Molly bệnh rồi. Vì thế cô ấy liền gọi bác sĩ nhanh. Và bác sĩ đến với tuổi to và cái non. Ông ấy đưa cánh tay lên gõ cửa thật. Ông xem búp bê và ông ấy lắc đầu và nói Molly hãy đặt cô bé xuống đó, rồi viết lên giấy cho một viên thuốc uống, sáng mai sẽ quay lại với hoa đơn thanh toàn.